Với sự đầu tư hoành tráng về sân khấu lẫn hệ thống âm thanh, ánh sáng bằng các trang thiết bị công nghệ hiện đại đã tạo nên màn trình diễn nhiều cung bậc cảm xúc, từ sôi động, cuồng nhiệt cho đến lắng động thông qua các tiết mục của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chương trình âm nhạc Sao Freedom by Vinaphone năm 2023 đã mang đến cho khán giả, đặc biệt là giới trẻ trên mọi miền Tổ quốc, những dấu ấn chưa từng có về một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Năm 2022, Đại nhạc hội Thank You Việt Nam mà Vinaphone tổ chức tại Hà Nội đã xác lập kỷ lục với khoảng 30.000 khán giả tham dự cùng hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Và năm nay, chuỗi sự kiện âm nhạc Sao Freedom trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam cũng đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ đông đảo người xem. Thống kê cho thấy, có hàng chục nghìn khán giả tham dự sự kiện và gần 2 triệu lượt xem trực tuyến trên các nền tảng số. Sao Freedom by Vinaphone không chỉ là một hành trình âm nhạc và văn hóa, mà còn là cơ hội để kết nối những người yêu âm nhạc trên khắp đất nước. Với thông điệp ý nghĩa được lan tỏa trên mọi ngóc ngách của đất nước, sự kiện này hướng tới việc trở thành một chuỗi thương hiệu âm nhạc định kỳ, tạo ra tiếng vang lớn, trở thành một người đồng hành trên con đường trải nghiệm của giới trẻ.